Phạm Sức Quái là ngôi nhà hung. Đứng giữa chiều ngang ngôi nhà, dùng la bàn trên điện thoại, tránh xa vật nhiều sắt thép, vật nhiều kim loại nhằm tránh nhiễu loạn. Canh ngay ngắn điện thoại của bạn, mặt hướng thẳng ra đường, ta sẽ có tọa độ ngôi nhà. Xuất quái hay đại không vong được gọi là gì? Nói dễ hiểu là tọa độ nằm cứng giữa hai hướng lớn. Trong la bàn có tổng cộng 8 hướng lớn và 24 hướng nhỏ. Khi xác định tọa độ gần phạm vi này có thể rơi vào xuất quái. Đây là mảnh đất nhiều tạp khí, khó lòng an ổn. Ví dụ 202 độ cấn giữa hướng nam và tây nam, hoặc 248 độ cấn giữa tây nam và hướng tây. Các bạn có thể xem đồ hình này. Có lần đi xem một ngôi nhà ở quận Tân Phú, anh gia chủ vừa đặt cọc. Ngôi nhà 3 tầng, có sẵn nội thất đầy đủ. Khải Toàn phát hiện đây là ngôi nhà Phạm Xuất Quái. Hỏi lại chủ nhà trước, không ai ở được lâu. Gặp tình cảnh này, Khải Toàn luôn xin phép từ chối. Một trường hợp khác ở quận Tân Bình. Trong một con hẻm đa phần đạo Công giáo, khu vực vô cùng yên tĩnh, một gia đình tầm 6 người ở trong một ngôi nhà xuất quái 248 độ. Nhà to, nhà đẹp, nhà khá giả, nhưng không hiểu sao người lớn trong nhà hay tranh cãi lẫn nhau, trẻ nhỏ thường xuyên bệnh vặt. Hiểu đơn giản, từ trường mỗi quốc gia, mỗi khu vực đều khác nhau. Một căn nhà nhỏ chịu sự ảnh hưởng bởi cả khu vực. Mỗi căn nhà nhỏ lại có từ trường riêng của nó. Tọa độ tốt cho ra lực hút tốt hoặc là chung. Trường hợp xuất quái là do hai hướng lớn nhiễu loạn lên một khu vực nào đó. Đã nhiễu loạn thì không thể an ổn. Những ngôi nhà xuất quái hay đại không vong gây nhiễu loạn tinh thần cho những người sống trong nhà, khiến tinh thần trở nên điên dại. Người vốn nóng tính vào đây càng dễ hung họa. Trên lý thuyết, nhà Phạm Xuất Quái vẫn có thể hóa giải được. Những người sống trong nhà đủ phước duyên, tâm tính thiện lành, có thể dịch chuyển khí trường của mảnh đất này 1-2 độ. Vì vậy, vấn đề lớn nhất vẫn là nghiệp lực. Không có thần Phật, Chúa Trời nào ban phước cho bạn cả. Tất cả phước phần do bạn tạo tác ở đời quá khứ. Trồng nhiều thu nhiều, trồng ít thu ít là điều không thể cãi bàn. Thần Phật hay Chúa Trời soi sáng con đường của bạn, giúp bạn gia tăng niềm tin vào thiện lành. Phần còn lại do chính bạn dựa vào các pháp môn ấy để nỗ lực chuyển hóa khổ thành an lạc. Nhà không thể có góc khuyết. Nhà tốt phải là ngôi nhà vuông vắn, hình vuông hoặc hình chữ nhật, không bị lõm góc. Nhiều người khoe rằng nhà tôi nở hậu. Thật ra họ bị nhầm, nhà họ hình chữ L, tức bị mất một phần của góc nhà. Một gia đình muốn thật sự hạnh phúc nên tìm ngôi nhà vuông vắn. Vì vậy nhất định không mua căn nhà bị khuyết góc, ắt sẽ ứng nghiệm việc di dời, nhiều biến động cho gia đạo. Thời nay, Khải Toàn thường xuyên đi xem phong thủy nhà, nhất là căn hộ, 6 trên 10 nhà luôn bị khuyết góc, tức là không vuông vắn. Khi nhà khuyết góc, ảnh hưởng đến thành viên tương ứng với góc đó theo đồ hình hậu thiên bát quái. Đại kỵ một ngôi nhà khuyết Tây Bắc hoặc Tây Nam. Khuyết Tây Bắc đại diện cho người cha thường xuyên không về nhà, thậm chí vận trình kém. Ngôi nhà khuyết góc Tây Nam ứng nghiệm với nữ gia chủ, người này dễ có bệnh, vận không tốt. Ngôi nhà khuyết góc Đông đại diện ảnh hưởng đến con trai lớn hoặc khó có con trai. Các bạn nhìn vào đồ hình này, mỗi thành viên đại diện cho một phương vị. Khi ở ngôi nhà thiếu góc, chúng ta có thể dùng tranh hoặc linh vật tương ứng với ngũ hành để trấn. Điều này giảm đi hung sát, giảm đi vài phần không thể hóa giải hoàn toàn. Ví dụ khuyết góc Đông có thể đặt vật thuộc mộc như tranh ảnh về hoa, tranh mèo,
Một lần đi xem căn hộ Him Lam ở quận 6, cô gia chủ ngoài 60. Khải Toàn dành gần 2 giờ đồng hồ để nghe cô tâm sự về người con lớn tuổi đi mất, đi vài tháng không một lời nhắn, cô rất lo lắng. Ngôi nhà này bị lỡn gốc Tây Bắc. Phương vị Tây Bắc đại diện cho cha, đại diện cho người đứng đầu công ty và cả con trai lớn. Giả dụ bạn ở một ngôi nhà thiếu gốc, một ngôi nhà xuất quái hay một ngôi nhà có phong thủy xấu mà chưa thể dọn đi thì phải làm sao? Vâng, phải cố chấp nhận thôi. Chẳng có thần Phật chúa trời nào giang tay cứu giúp bạn cả. Nếu bạn tín nguyện họ sống thiện lành thì thần Phật chúa trời ban cho bạn sức mạnh tâm thức, nhưng họ không thể nhấc bạn từ chỗ này, từ Vũng Lầy sang một đồng cỏ đầy hoa thơm được. Những bậc thánh nhân họ trải qua trăm ngàn kiếp nạn tu luyện có được đức hạnh, làm gì có chuyện vì lòng thương, vì vài món xính lễ mà xóa hết nghiệp tội giúp bạn, hoàn toàn là mê tín. Ánh sáng trong phong thủy. Người sinh mùa đông thường thiếu hỏa nên chọn nhà có nhiều ánh nắng, nhưng phải là ánh nắng buổi sáng, vì nắng chiều rất hại, vì thế nhà hướng Tây đa phần rẻ hơn. Gia chủ Khải Toàn, không hiếm các vị làm về bất động sản, và chính bạn có thể tự thăm dò khi mua căn hộ. Những căn hộ có ban công hướng Tây luôn rẻ hơn, những căn hộ đối diện thang máy cũng rẻ hơn, tất cả đều có lý do. Ánh sáng mạnh ở hướng Tây thường không tốt vì nó khá khó chịu. Gặp phải tình cảnh này nên dùng rèm màu sáng và thật dày để giảm đi sức nóng. Phật giáo dùng thế giới phương Tây cực lạc để nói về thế giới bên kia, thế giới an nghỉ, thế giới của người chết được phiếm chỉ ở phương Tây. Ngôi nhà có ánh nắng từ chính Tây chiếu thẳng vào nhà chính là ngôi nhà không tốt. Khi mặt trời lặn cũng là lúc mang theo khí trường tâm tối. Ánh nắng này không như ánh nắng buổi sáng, không thể nào sản sinh ra vạn vật. Con người từ lúc sinh ra đến lúc về già, đó là quá trình tuần hoàn quay trở lại trạng thái của sự tĩnh lặng. Tuy nhiên đừng quá lo lắng, mọi hình thế đều có thể hóa giải nếu bạn là người sống thiện lành. Nếu thường xuyên làm việc buổi tối, người cần kim thủy nên dùng ánh sáng đèn trắng, người cần mộc hỏa có thể dùng ánh sáng của đèn vàng. Cuối cùng, nếu nhà bạn có phòng ở hướng Tây nên dành cho người già hoặc trẻ em khó ngủ. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.